startup thiết kế chip đã bị Apple khởi kiện. Apple luôn cho thấy mình là họ không ngán cảnh kiện tụng. Startup Nuvia do các cựu lãnh đạo mảng bán dẫn của Apple thành lập, mới chỉ lộ diện công khai vào cuối tháng 11 vừa qua đã nhanh chóng trở thành đối thủ tiếp theo của họ tại tòa án. Theo đơn kiện gửi lại tòa án tối cao Santa Clara ở California, người khổng lồ công nghệ sứ Cupertino tố cáo Gerard Williams, CEO của Startup Nuvia, cũng là cựu nhân viên của mình, đã vi phạm hợp đồng lao động với Apple trong khi thành lập nên công ty mới của mình. Trước đó vào đầu năm nay, ông William đã rời khỏi Apple để lập nên Nuvia theo báo cáo của The Register. Đơn khiếu nại đầu tiên của Apple đệ trình vào tháng 8 cho rằng ông Williams đã khoe khoang về việc thành lập một công ty mới với công nghệ mà ông đang nghiên cứu tại Apple, rằng ông tin rằng Apple cần nó và rằng ông tin Apple sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc mua lại. Cáo buộc trên cho rằng ông Williams biết việc mình làm là sai trái và rằng ông đã nói với các đồng nghiệp rằng doanh nghiệp mới của mình sẽ hoạt động ở chế độ tàng hình. Do vậy, trong đơn kiện mới đây đệ trình lên tòa án santa clara apple càng khẳng định chắc chắn hơn rằng ông williams đã vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng lao động của mình bằng cách bí mật sử dụng nguồn lực của apple để thành lập một công ty cạnh tranh với chính apple